con chuột nấu rốt cuộc ngon đến mức nào. Đầu tiên nó rửa tay trước, sau đó cho tép tỏi vào nồi. Tiếp theo là đổ sữa nguyên chất để tăng độ tươi ngon, sau đó cho gia vị vào và đảo đều. Vậy là đã làm xong món ngon rồi. Nhưng tất cả điều này đã bị Linguini, một chàng dọn bếp, nhìn thấy. Chuột có thể nấu ăn sao? Điều này khiến anh hoàn toàn bối rối. Chính trong lúc này Skinner đã đến. Để chú chuột không bị phát hiện, Linguini chỉ có thể che nó đi. Sau đó anh ấy lấy vá canh. Điều này khiến Skinner tức đến bốc khói. Cậu đang làm đồ ăn sao? Cậu thật lớn gan quá đó. Sao cậu dám nấu ăn trong bếp của tôi? Ngay khi ông ta đang nổi giận, nồi canh đã được đưa ra ngoài để phục vụ khách. Điều này khiến ông ta sợ hãi. Nếu bị khách hàng mắng vốn, danh tiếng của nhà hàng MasterChef sẽ bị hủy hoại ngay. Quả nhiên, sau khi khách ăn canh xong, đã yêu cầu gặp đầu bếp trưởng. Ố mài ca toi rồi. Skinner lo lắng bước ra ngoài. Nhưng một lúc sau, ông ta bước vào với vẻ mặt kinh ngạc. Thì ra, khách là một nhà phê bình ẩm thực. Cô ấy rất thích món canh này. Ông ta chỉ có thể tha cho Linguini và yêu cầu anh ấy 3 ngày sau làm thêm một lần nữa. Nếu không thì...